Thư sư khi rải tâm từ cho chúng sanh khắp mười phương có cần suy nghĩ đến từng loại chúng sanh ở phương đó chư thiên ngạ quỷ súc sanh hay không hay chỉ cần hướng tâm về phương đó mà không cần phải nghĩ phương đó có các loại chúng sanh gì thưa quý vị đó khi mình rải tâm từ đó đối tượng càng cụ thể thì cái định tâm của mình trên đối tượng đó càng mạnh yeah. ví dụ như mình nhìn vào một con người cụ thể rồi mình rải tâm từ đến với họ thì cái định tâm của mình ở trên họ cái sự chú tâm của mình cái sự nỗ lực của mình nỗ lực của tâm đó, nó mạnh hơn so với một nhóm người và nó mạnh hơn so với càng nhiều người nha thành ra cái chuyện mà quý vị cho nó cụ thể đó thì càng cụ thể nó càng tốt mà cụ thể nhất là từng đối tượng riêng lẻ